Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái tính năng làm đẹp nhé, chi tiết hơn về cái tính năng làm đẹp ở trong Filmora 11. Thực ra cái video này mình có đề cập ở trong cái phiên bản cập nhật của Filmora rồi ấy, nhưng mà nó chưa chi tiết lắm thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn là kiểu chi tiết hơn. Thì cái tính năng làm đẹp này ấy, thì nó kiểu hơi ảo nhé các bạn nhé. Ảo ở cái là nó có thể làm cho bạn kiểu trắng da, mịn da các thứ. Thế nhưng mà nó là một cái trí tuệ nhân tạo ấy. Đâm ra là nếu như mà kiểu cái mặt của bạn mà bạn quay đi lơ mơ là nó hiện cái mặt xấu ra chứ nó không kiểu perfect đâu, nó không kiểu hoàn hảo đâu. Nên là nếu mà dùng thì các bạn phải cẩn thận. Mặc dù vậy thì nó cũng hay, các bạn nữ sẽ thích. Ok, ví dụ mình sẽ dùng cái clip của mình nhé. Ví dụ cái clip của mình mặt cho nó xấu, hiểu? Xấu đều, xấu đẹp. À quên, nhầm, xấu. Tự lươn lẹo. Không phải xấu đẹp. Mình sẽ tắt tiếng đi. Ok, đây, các bạn nhìn này. Đó, đây là cái mặt của mình nhé. Đây là clip GoPro và mình chưa chỉnh contrast gì cả. Mình sẽ tăng contrast lên trước nhé. Đi đến phần color, mình tăng contrast lên nhìn cho dễ. Để chỉnh màu thì các bạn kích đúp vào, các bạn chọn color. Muốn tăng contrast, các bạn chọn tone này. Tone, tone. Ok, tăng lên khoảng 81 chẳng hạn. Xong mình click vào ok. Đây là cái clip bình thường nhé. Đó. Bây giờ bạn muốn thêm cái tính năng làm đẹp, tức là làm đẹp là mịn da rồi cho nó kiểu da rẻ nó sáng lên ấy, thì các bạn sẽ đi đến cái phần là effect nhé. Trong effect thì các bạn chọn tiếp là utility. Sau bạn tìm đến cái filter này gọi là beautify nhé. Các bạn nhớ nó chỉ là một cái filter thôi nhé. Filter tức là nó sẽ kiểu áp lên cái mặt của bạn, áp lên cái video của bạn ấy. Khi nào mà tắt filter đi là kiểu lộ mặt xấu ngay. Nói ra cẩn thận. Ok, kéo và thả nó trực tiếp vào cái clip này GoPro đó. Thứ nhất là các bạn nhìn thấy là một cái clip nó đã sáng lên một tí rồi, và cái da của mình nó đã mịn hơn nhé. Play các bạn xem này. Đó. Ok. Ui, trông mịn mịn, trông như kiểu diễn viên. Ok, và để chỉnh cái hiệu ứng Beautify này ấy, thì các bạn sẽ kích đúp vào cái video nhé. Video ở trên timeline ấy, kích đúp vào. Kích đúp vào sau ấy, các bạn chọn tiếp vào phần video nhé. Xong trong video này thì nó có phần effect để cho các bạn chọn nhé. Các bạn nhấn vào effect này. Nếu như các bạn mà nhấn vào effect mà nó không hiện ra ấy, thì các bạn tắt nó đi. Nhấn ok này, sau bật lại thì nó sẽ hiện ra cho các bạn. Thì thực ra ấy, ở cái tính năng làm đẹp này chủ yếu là mình chỉ kiểu làm trắng da thôi, trắng da hoặc trắng răng thôi. Chứ các bạn đừng chỉnh với cái phần gọi là mặt với lại mắt này nhá. Mặt, mắt, mũi này nếu như mà bạn chỉnh ấy thì trông nó kiểu buồn cười lắm. Bạn chỉnh được cái mắt của bạn to to lên nhưng mà nó kiểu phức tạp hơn thì phần mềm nó sẽ khó xử lý hơn. Đâm ra là bạn chỉ có thể, ví dụ bạn muốn làm trắng này, whiten này. Đó, bạn chỉnh này, tăng cái whiten này lên cho nó kiểu da nó trắng sáng hơn. Thế còn cái smooth này thì nó sẽ làm cho cái da của bạn nó mịn hơn. Nhưng mà đừng mịn quá nhé, mịn quá thì trông nó ảo lắm. Thì, ví dụ ở đây mình tăng lên cho các bạn xem nhé. Đó, tăng 100 thì nó kiểu mịn, mịn quá. Thì các bạn có thể giảm xuống, giảm cái này xuống khoảng tầm tầm 55 này thôi này. Đấy, 55 này trông nó còn giống da người. Sau đó các bạn có thể click vào ok. Ở đây nếu mà răng của bạn mà hơi bị vàng vàng này, đen đen này, thì các bạn có thể dùng cái tính năng này whiten teeth nhé, cho nó trắng răng lên. Như kiểu răng mình ấy là rất là kiểu vàng, mình sẽ cho nó trắng lên. Bên cạnh đó thì nếu như các bạn nào thích mày mò nghịch ấy, thì các bạn có thể vào cái phần face, phần eye và phần nose. Face là mặt nhé, bạn có thể co mặt lại rồi kéo dài mặt ra các kiểu ấy. Phần eye này thì bạn có thể chỉnh cho mắt bạn to tròn hơn và kiểu khoảng cách đồng tử, khoảng cách mắt nó kiểu rộng hơn ấy. Trong phần nose thì bạn có thể kéo mũi dài ra cao cao lên, đấy là tùy. Click vào ok đó, thế thôi. Mình thì mình chỉ chỉnh thế thôi. Đây là đó. Trông cũng rất là đẹp rồi đấy. Các bạn nhìn này, lúc mà mình quay cái mặt đi á, mình quay cái mặt đi phát là cái kiểu cái filter đó kiểu hơi bị biến mất này. Đâu ra là các bạn dùng các bạn cẩn thận. Ok, đấy là cái tính năng làm đẹp ở trong Filmora 11. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Còn bạn nào mà muốn mua bản quyền Filmora 11 nhé, để xóa logo, thì các bạn xem thông tin mình đặt dưới đường link ở dưới mô tả ấy. Bản quyền trọn đời hiện tại là 1,5 triệu nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Goodbye.